Thảo ơi, ngon không? Ngoài. Đấy, cá chưa cắn các bạn ạ. Chấm với lại nước chanh ớt các bạn nhá. Anh sướng thật đấy anh ơi. Thôi em câu cá đi. Xin chào bạn em, mình là Hưng đây. Mình là Hậu Trơn này. Yeah, ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, hiện tại bọn mình đang ở hồ cá các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn chưa? Thì các bạn ạ, hôm nay bọn mình ở hồ cá đây. Bọn mình đã nghĩ ra một trò đó là thi câu cá các bạn nhá. Nhưng mà bọn mình sẽ câu cá không phải là theo cái cách bình thường các bạn ạ. Hôm nay sẽ thi câu cá theo kiểu là phong cách Dubai với lại bình dân các bạn nhá. Dubai á? Đúng rồi. Ủa thì anh ơi, thế câu cá theo kiểu Dubai thì được bao nhiêu tiền? Dubai nhá, nếu mà em vượt vào Dubai thì em sẽ được 5 triệu. 5 đấy. Triệu á? Đúng rồi. Ê, thế và cái người bình dân đấy là phải bỏ 5 triệu ra để cho người chơi Dubai được tiền để câu cá. Đấy, nghĩa là em mà được Dubai là anh phải bỏ 5 triệu cho em á? Đúng rồi. Ôi chơi luôn. Đấy, thì các bạn nhá, hôm nay mình sẽ làm series câu cá theo kiểu Dubai và bình dân nhá. Và đây là hai cái tờ mà anh đã ghi là Dubai với bình dân rồi. Em okay. Bốc vào tờ Dubai thì em sẽ câu cá theo kiểu Dubai. Ok. Bình dân là sẽ là kiểu câu cá bình dân. Đấy, okay. Em bốc đi. Đây đi. Đấy. Ôi chết rồi. Anh ơi. Em nhìn thấy chữ B rồi. Mình Dubai các bạn nhá. Hậu là bình dân. Ui ôi. Sao lần nào em đen thế nhở? Thế đi Hậu ơi. Hậu bỏ tiền 5 triệu đây, anh để anh câu cá theo kiểu Dubai đi. Mày phải về nhà lấy, đây em không. Thôi được rồi. Thì bây giờ mình sẽ về nhà để lấy tiền của Hậu để câu cá theo phong cách Dubai nhá. Hậu bình dân là chỉ được 10.000 thôi. Số anh may thế. Đấy, hôm nay Hậu khổ rồi. Hôm nay anh sẽ sướng rồi Hậu ạ. Hôm nay anh sẽ làm nồi lẩu, vừa câu cá vừa ăn lẩu này. Thôi, không lấy tiền nữa, đi về lấy tiền đi lên. Các bạn ơi, đấy hôm nay may quá các bạn ạ, mình lại chọn được Dubai các bạn nhá. Đấy, hôm nay mình sẽ câu cá theo phong cách Dubai các bạn ạ, phong cách Dubai của mình các bạn nhá. Đấy, cần câu mình mới mua các bạn nhá, cần này mình mua 2 triệu các bạn ạ. Đó, hôm nay là câu cá hôm nay mình được 5 triệu liền nên là thoải mái các bạn nhá. Đấy, hôm nay mình sẽ làm nồi lẩu các bạn ạ, vừa ăn lẩu vừa câu cá các bạn nhá. Thì mình đã mua này, thịt ba chỉ bò này, ngao này cho ngọt này, cánh gà này, cánh gà mình chọn độc phần đầu cánh thôi các bạn thấy chưa. Đấy, lấm này, xúc xích này, dưa này, chanh rồi. Còn đây là mồi cá các bạn nhá. Đấy, đây là mồi cá. Và mình sẽ làm một nồi lẩu hôm nay các bạn ạ. Đấy, thằng em mình các bạn ạ, bên cạnh kìa, các bạn nhìn kìa. Các bạn ơi, số mình đen quá các bạn ạ. Bốc được có 10.000. Mình chỉ mua được cái dây cước này với lại cái lưỡi thôi các bạn ạ. Còn đâu là toàn phải tự túc hết. Mồi câu mình phải đi bắt ốc bươu vàng để câu các bạn nhá. Đấy. Ui anh ơi, anh xịn thế. Đấy. Nhưng mà không sao các bạn ạ, mồi câu này mình cũng vẫn câu được cá các bạn nhá. Khổ ấy nhỉ em nhỉ. Ui anh ơi, anh xịn thế. Có ăn lẩu không? Có anh ơi. Còn lâu em nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu câu cá các bạn nhá. Đấy, vừa câu cá mình sẽ vừa làm nồi lẩu các bạn nhá. Đấy, câu được con cá nào vậy là mình bỏ lên là mình cho vào nồi lẩu luôn các bạn ạ. Đấy. Mình phải câu mãi đầu kia các bạn ạ, hơi xa các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ để cần câu đây các bạn ạ, mình đi làm nồi lẩu các bạn nhá. Đấy. Các bạn ơi, mình bắt đầu chế biến nồi lẩu nhá. Thảo ơi. Ôi giời. Đấy, đây nước lẩu các bạn nhá. Ngon thế anh ơi. Ngon không? Ngon. Đấy các bạn ơi, mình bật bếp lên nha các bạn nha. Mình mua cái ba chỉ bò này các bạn ạ. Được cái gói nước lẩu các bạn ạ. Có cả ba chỉ bò cơ á? Ui giời. Ui lẻo anh xịn thế. Đấy. Này một mình anh ăn làm sao hết được? Không hết thì kệ anh. Đây này, nó có cả gói nước lẩu Hàn Quốc các bạn nha. Ai rồi à? Mãi giờ cắn này. Đấy, đây là gói nước lẩu các bạn nhá, nước lẩu Hàn Quốc các bạn ạ. Các bạn ơi, đổ ngao vào bạn nhá.
cánh gà các bạn nhá. Đấy, toàn đầu cánh các bạn ạ. Ui giời ơi, ngon lắm các bạn ơi. Các bạn ơi, anh trai mình sướng thật đấy, làm hắn một lồi lẩu để câu cá luôn. Anh ơi, tí cho em ăn nữa nhá. Còn lâu em nhá. Đấy các bạn ơi, mình đang chờ cái lồi lẩu của mình nó sôi các bạn nhá. Đấy, cần câu cá mình tận đầu kia các bạn nhìn chưa. Đấy, mãi cái đỏ đỏ các bạn nhìn chưa. Cái của hậu mình nhỉ. Đấy, cần câu. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, bằng cái xị ấy hậu. Hả? Đấy, cá thì cần là nó nhấp nháy cái là mình giật lên cái là mình cho vào lồi lẩu luôn các bạn nhá. Đấy, hôm nay mình sướng quá các bạn ạ. Ui dồi ôi. Anh Hương lâu cắn nhỉ. Của em trái cắn này. Của anh thế em ạ. Nhưng mà em thấy lồi lẩu anh thơm quá nhỉ. Thơm không? Thơm. Anh ơi, xúi rồi các bạn ơi. Sôi. Lồi lẩu của mình sôi rồi các bạn nhá. Đấy, ui dồi ôi. Các bạn nhìn này. Thơm thế nhỉ. Đấy. Đi anh. Em đi câu cá đây. Đấy, mình cho lấm vào các bạn nhá. Ui. Ui giời ơi, Hậu ơi. Dạ. Đấy. Anh không câu được cá nhưng mà anh có lồi lẩu lè. Đấy các bạn ơi, ngon lắm các bạn ạ. Cho em ăn nữa không? Còn lâu. Đấy, các bạn nhìn này. Cánh gà của mình chín rồi các bạn nhìn chưa. Hậu ơi, ngon không? Ngon. Đấy, cá chưa cắn các bạn ạ. Chấm với lại nước chanh ớt các bạn nhá. Anh sướng thật đấy anh không ạ. Thôi em câu cá đi. Cá này mãi chả cắn đi. Ngon lắm các bạn ạ. Các bạn ơi, vừa câu cá vừa ăn ngon lắm các bạn ạ. Mình cảm thấy nó không nhàm chán các bạn nhá. Đấy, lấm các bạn này. Mình đi ăn lấm lắm các bạn ơi. Mình vẫn chưa cắn các bạn ạ. Khó à? Dạ. Ngon quá ạ. Ăn thèm không? Thèm ấy ạ. Anh cho cái xúc xích. Ui giời ơi. Đấy. Mình cũng thấy thương em mình các bạn ạ. Nhưng mà thương thế thôi nha, một cái miếng rồi nha. Ui. Ngon thế anh ơi. Ngon thế anh ơi. Ui ui, của anh cắn rồi. Ui ui. Hậu ơi. Hậu ơi. Ui ui. Cắn tôi đấy, cắn tôi anh ơi. Ui ui. Hậu ơi. Ui cắn cắn Hậu ơi. Ui ui. Chết anh ơi. Hậu bỏ ra. Anh kéo lên, bắt nó, bắt nó. Kéo lên, kéo lên. Ui, số anh mày thế hả? Ui, tụi anh đi. Ui ôi. Quá lắm. Ui. Ui. Anh thu thu ăn đi, thu ăn đi. Ui. Anh ơi. Ui. Kéo 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 cần đấy. Ui. Ui cái cần nào ơi. Không lấy được anh. Ui. 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 Được. Anh ơi, số anh đỏ hết. Hết Hậu ơi. Ui, con này mà cho lồi lẩu hết ý. Con này cho lồi lẩu hết ý Hậu ơi. Bắt 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 bắt. Đấy, ui dồi ôi. Khéo 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 khéo, nó lại trôi vô mũi ấy. Đấy. Ui, thế này cho em ăn nữa nhỉ. Em ăn nữa. Ừ, em công em bắt cho anh ấy. Các bạn ơi, có nên cho Hậu ăn không các bạn nhỉ? Ui, em tốt thế, em bắt cho anh ấy. Thế em đi làm thịt rồi đi. Ok, thì anh thả ra. Được rồi, đấy, em đi làm thịt đi. Đấy, ừ. Các bạn ơi, mình cho Hậu mình đi làm thịt nhá. Giờ mình ra kia ăn lẩu tiếp. Làm nhanh lên, xong okay. Ăn cá này ra, anh em mình ăn lẩu. Ok anh. Đấy, ui dồi ôi. Đấy các bạn ơi, số mình đỏ thật các bạn ạ. Đấy, câu được luôn con cá chép các bạn nhá. Thằng em mình nó đang đi làm thịt các bạn ạ, sau đó ăn lẩu luôn các bạn nhá. Ôi mình thương nó quá các bạn ạ, mình lại cho nó vào ăn các bạn ạ. Vừa câu cá vừa ăn lẩu các bạn. Ba chỉ bò các bạn này. Xúc xích này các bạn này. Lở hết rồi các bạn này. Dưa này các bạn này. Ui anh ơi. Ui ui. Anh xem này. Đúng không? Ui sạch rồi. Sạch rồi, em làm sạch sẽ rồi.
em xin mẹ ít tiền mua ít mì tôm. À ra ăn lẩu luôn à? Ra ăn lẩu luôn anh em mình, nay không phải ăn cơm nhà. Đấy. Các bạn ơi, Coca nữa. Anh em mình làm sạch sẽ cá rồi nha các bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ cho ở đây ăn lẩu luôn nhá. Wow, ngọt hè nhỉ. Bây giờ là vớt bớt ra nhỉ. Vớt bớt ra để đổ cá vào nhỉ. Đấy mình vớt bớt ra để ăn dần nhá các bạn nhá. Sau đó mình cho cá vào các bạn ạ. Không cá chín thì bọn này nó lại dừ mất. Wow, hôm nay ăn lẩu cá luôn đấy Hậu ạ. Ờ. Đấy các bạn ơi, mình vớt con cá chép vào các bạn nhá. Lẩu cá chép luôn. Ua. Wow. Hai khoanh đã, hai khoanh đã. Con cá hổ ngon anh nhỉ. Quá ngon. Ăn đi, ăn đi. Hậu ăn đi. Thịt nó rắn lắm anh nhỉ. Hậu ăn đi. Em mời anh nhá. Mình mời tất cả các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Ui. Ngon quá. Ngon. Em uống nước đi. Đây. Anh nấu lẩu ngon không? Ngon đấy ạ. Ăn mạnh đấy nhá. Số anh này may thật đấy anh Hương ơi. À, sướng không? Anh sướng thật đấy. Thôi lẩu ăn uống Coca ngon lắm. Vâng. Anh ơi, cá chín. Ui, các bạn ơi, cá này, cá chép này. Đấy, cá mình câu được đấy các bạn ạ. Ngon đấy Hậu ơi. Ui. Đâu 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 em ạ, à, em làm miếng. Wow, thịt nó chắc hết anh ơi. Thì có cá lắm các bạn ạ. Ngon nhỉ Hậu nhỉ? Ngon. Đấy, con này không có cứng các bạn ạ. Con này cá chép ực. Có xương. Có xương. Ngon đấy. Thì các bạn ơi, hôm nay câu cá theo Dubai sướng lắm các bạn ạ. Vừa câu cá lại vừa ăn nồi lẩu các bạn ạ, sướng cực kỳ luôn. Đấy. Thì Hậu hôm nay là khổ các bạn ạ. Mình thương Hậu ấy, bây giờ mình mới cho Hậu vào ăn nha. Thì các bạn ơi, Hậu ạ, thấy được đấy ạ. Hả? Anh có siêu ngầu không? Được anh ạ. Đấy. Được. Nhưng mà em thiệt quá anh ạ. Mất tận 5 triệu. Thì có chơi có chịu gì. Okay. Đấy. Thì các bạn thấy clip của mình hay thì like và chia sẻ ủng hộ cho bọn mình nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nhá. Bye bye, bye.